toàn bên đường trước Mai Hương ấy. Toàn mà hôm qua bố lấy lại đấy. Quá nhiều hoa thế. Bạt ngàn hoa. Đẹp dã man. Xem đằng những đồ này có. Xem hàng rượu này này, các bình này có. Đồ thờ chính nhập. Bán bom nhỉ? Wow, hoa đẹp quá. Các ô hội chợ. Cấm rồi. Cây luôn. Hả? Thân cây ra luôn. Ừ. Liền khối. Nhưng mà này trong chùa thôi.